Sau khi cuộc họp G7 không đưa ra được những phương án chung nhằm giải quyết khủng hoảng ở Syria, cuộc gặp gỡ giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov tiếp tục cho thấy sự bất đồng gay gắt giữa hai cường quốc này. Ông Rex Tillerson vừa có chuyến công du đầu tiên đến Nga với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ. Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Tillerson lần nữa khẳng định quan điểm của Mỹ về nghi vấn chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Quan điểm của Mỹ xuất phát từ sự thật rằng những vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mới đây được thực hiện bởi chính quyền Tổng thống Bashar Assad. Chúng tôi kêu gọi Bashar Assad từ chức và tiến trình này cần phải được thực hiện một cách trật tự và có quy trình. Ông Tillerson cho rằng cần phải có sự trừng phạt về tội ác chiến tranh mà Tổng thống Syria đã gây ra khi sử dụng vũ khí hóa học tấn công những khu vực được cho là có phiến quân, nhưng đồng thời dân thường cũng phải chịu thương vong không nhỏ. Tuy nhiên, quan điểm này hoàn toàn trái ngược với Nga. Phía Nga cho rằng việc ông Assad thoái vị không phải là một phương án khả dĩ. Phế truất một chính quyền không những không giúp chúng ta chiến thắng được tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, mà thậm chí còn có thể khiến chúng ta thua cuộc. Do vậy, hãy nghĩ đến những phương án thực tế hơn, chứ đừng để cảm xúc xen vào. Bất đồng quan điểm đang khiến căng thẳng Mỹ-Nga gia tăng. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump khẳng định mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Nga đang ở mức rất xấu. Hiện tại mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang không hề tốt đẹp chút nào. Chúng ta có thể đang có một mối quan hệ ngoại giao rất xấu với Nga, mà vốn việc này đã kéo dài từ lâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục khẳng định quan điểm ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar Assad và cho rằng cáo buộc chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học là vô căn cứ. Ai cũng biết định kiến của Mỹ đối với vấn đề Syria. Mỹ đang ám ảnh về chuyện chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học. Tuy nhiên, theo như những gì chúng tôi được biết, một tổ chức đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã khẳng định chính phủ Syria vẫn chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Và nếu như có bất kỳ nghi ngờ gì về chuyện này, thì cần phải được điều tra. Cho đến nay, Mỹ, Nga và các nước G7 nói chung vẫn chưa đưa ra được phương án cuối cùng giải quyết vấn đề chiến tranh Syria. Sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công vũ khí hóa học mới đây, Mỹ đã lập tức cho không kích Syria, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều về động thái của Mỹ và Nga tại khu vực này.